Ok, và xin chào tất cả anh em. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa 4 anh em. Rồi, vẫn là cái chiến thuật cũ. Và như anh em đã để ý thì mình đang có một con Ina tinh anh với cả rất là nhiều Akali ở phía bên ngoài. Nhưng mà mình sẽ chơi theo một cái chiến thuật, đó chính là ban máu và lấy trang bị. Chiến thuật này thì chắc hẳn là anh em cũng đã khá là quen thuộc rồi đúng không? Đổi lại thì anh em sẽ có được những cái trang bị mà mình mong muốn, nhưng mà chúng ta sẽ mất đi một cái lượng máu khá khá đấy. Rồi, nếu như mà bán máu như này thì mình sẽ kết hợp với thần tài, mà mình cũng khá là may mắn khi mà với 15% thì chúng ta có được một cái con Katarina, thì kích hoạt được 3 thần tài khá sớm rồi. Có con Zenith này, nhưng mà chắc là trận này thì mình sẽ không đam mê thần tài đâu. Thế vào đấy thì mình sẽ lấy cái gậy khóa cổ này đi. Với cả ở nhà là mình đã có được hai cái găng đấu tập rồi đúng không? Giữa găng đấu tập và gậy khóa cổ thì chúng ta khi mà kết hợp lại thì sẽ có được một cái trang bị, đó chính là găng bảo thạch. Găng bảo thạch này thì sẽ có tỷ lệ chí mạng cho những kỹ năng của những cái vị tướng của anh em. Ok. Và chắc là trong trận đấu ngày nay thì mình sẽ lựa chọn Akali hoặc là con Diana, một trong hai con sát thủ làm nhân vật chính trong video ngày hôm nay. Nhẫn giả thì mình nghĩ là cũng khỏe, nhưng mà mình đã bắt được một cái con DNA tinh anh 2 sao, kích hoạt được hai sát thủ như này thì mình sẽ chơi một cái hệ gì đấy nó liên quan đến sát thủ hoặc là nguyệt tộc nhá. À, con DNA này, con DNA nguyệt tộc thì chúng ta chỉ cần bắt thêm cái con Lissandra nữa thì sẽ có được 3 nguyệt tộc rồi. Thì mình sẽ dồn hết trang bị cho Diana để chúng ta có thể lên được Diana 4 sao cực kỳ sớm. Ai ông ấy cũng chơi sát thủ à? Sát thủ kết hợp với cung giáo, một trong những cái đội hình mình nghĩ cũng khá là ok. Cho tôi thua nha, tôi đang đánh theo kiểu chuỗi thua nha anh em, cho nên trận thua của mình nó khá quan trọng. Càng thua nhiều càng ngon. Và sau khi thua nhiều như thế thì chúng ta sẽ có được hai sát thủ. Và để xem là những cái bãi người đá này sẽ mang cho chúng ta những cái trang bị gì nào. Kennen, nhẫn giả hộ pháp. Kennen này thì mình nghĩ là nó cũng carry ổn, nhưng mà mình cực kỳ thích cái con Kennen ở mùa 1 hơn. Thế vì Kennen ở mùa 4 như thế này. Đây, vì Kennen ở mùa 1 lợi hại lắm. Kết hợp với cái hệ gì ấy, hệ gì triệu hồi con người đá to chà bá lửa. Ok, 5 trận thua liên tục, ra cho mình thêm một con Evelyn. Kennen nhẫn giả kết hợp Akali à? Uầy, lại ra thêm hai con Kennen nữa. Không hiểu kiểu gì. Hồi chấm luôn anh em. Dã man thật. Trận này Kennen mắc độ mà mình lại không đam mê. Toi rồi. Annie 2 sao. Thế anh em mình có nên chơi không nhỉ? Ui, Akali tự lên 2 sao luôn. Hỏi chóng. Ây da, ây da. Chết rồi. Không kịp bỏ thần tài vào rồi. Gãy thế nhở. Rồi ôi. Toang thật rồi bu em ạ. Trận này mà thắng thì chắc là mình sẽ bỏ luôn cái hệ thần tài đi quá. Dân xua cố lên. Bán con này đi. Uầy trời ơi, tích stack thua nãy giờ mà lại quên bỏ thần tài. Bực dã man. Thôi thì đây. Nhưng mà mình cay lắm rồi. Đã vậy thì bỏ luôn thần tài, chơi sát thủ nguyên tộc luôn. Bực. Ok, và mình sẽ chơi theo phong cách đó chính là slow roll. Tìm Diana 3 sao. Vì Diana của chúng ta là con tinh anh nguyệt tộc, cho nên mình sẽ phải lựa chọn một trong hai con Xylas. Đây, 5 nguyệt tộc. Mình có nên chơi 5 nguyệt tộc luôn không nhỉ? 5 nguyệt tộc thì có vẻ như là chúng ta cần phải mạ vào nguyên cái đội hình nguyệt tộc này thì mới có được hai con 4 sao. Nhưng mà nhân vật chính của chúng ta trong trận đấu hôm nay thì mình nghĩ là nó chỉ có Diana mà thôi. Diana.
Nhưng mà xác định nếu mà chơi 6 sát thủ thì bắt buộc là anh em phải có sát thủ nhân tạo. Lissandra 2 này, Kata này. Z, no. Uầy, Ron không ra cái thể thống công rãnh gì luôn. Đây, mình sẽ lắp một cái găng bảo thạch tạm cho nó cái đã, để có thể giữ máu. Máu bây giờ của mình cũng còn khá là thấp rồi. 49 tiền, mong là trận này chúng ta sẽ thắng. Hơi cay, hơi cay. Ai đây? Đại ca Gia Tu. Đội hình cung giáo hộ pháp khá là quen thuộc. Ngoài thì hình như là có 4 hộ pháp thì vậy. Căng đấy. Cái nen này nó giật cho ngu người luôn. Akali với cả Diana thì cũng gạt được một chút máu. Well, được thôi. Mày sắp lên con Elise 3. Thì xem nào. Hỏi chấm không có gậy quá cổ. Chắc là mình sẽ phải lấy cái này đi. Mình thì mình thích cái trang bị găng màu thạch, cho nên là mình phải lấy cái gậy. Bây giờ chúng ta có quá nhiều cái trang bị đang đấu tập rồi, giờ không phải làm sao, phụ thuộc vào bãi sói cũng như là những cái phi đi chợ sắp tới mà thôi. Toàn dã man, còn 50 máu này, không biết có lật kèo được hay không đây này, mới là cái vấn đề. Boom, Lissandra, Annie, Pai, Lissandra, ok. Thế mình sẽ bỏ hai người tộc đi. Theo đấy thì mình sẽ cho thêm hai con sát thủ vào nữa, là chúng ta sẽ có được 4 sát thủ và 3 người tộc. Người tộc sát thủ, một trong đội hình mình nghĩ là nó cũng quen thuộc đối với anh em rồi phải không nào? Với đội hình này thì chúng ta nên chơi phong cách slow roll giống như mình vậy, và dồn trang bị cho Diana Carry. Và anh em slow roll làm sao cho nó lên được Diana 3 sao và Lissandra 3 sao nhá. Chơi anh em phải cứng vào cho mình. Máu thấp nhưng mà anh em cũng phải cực kỳ vững vàng tâm lý. Thì như thế thì mới giúp cho anh em làm chủ cuộc chơi được. Chứ anh em đừng có vội vàng quá, anh em zone hết tiền một lúc thì chúng ta sẽ mất đi khá là nhiều cái lợi tức từ việc đánh theo kiểu chuỗi thua từ đầu game đấy. Diana này, Pai này, Pai 2 sao này. Đấy, thấy chưa? Pai tiếp này. Akali, Pai, Katarina. Bốn con này chắc là mình sẽ ra vàng lên 3 sao. Akali thì mình nghĩ là ok này. Còn con Katarina thì mình cũng không đặt niềm tin ở nó nhiều. Con Katarina này cũng xuất hiện ở mùa 1, mình thích nó hơn. Katarina Akma ở mùa 1 thì nó đáng sợ. Anh em nào chơi từ đầu mùa thì chắc anh sẽ biết. Thanh Tam AVD. Uầy, bắt được Z tinh anh, lại có thêm Z đồ sách giáo khoa thế này nữa thì không mua một chút nào rồi. Z bóng ma vẫn là một cái điều gì đấy cực kỳ mạnh ở meta hiện tại. Xoáy, không kịp xoáy ạ. Cũng tiếp tục là chuỗi thua. Mình chỉ còn có 45 máu mà thôi. Nhưng đây vẫn chỉ là khởi đầu mà thôi. Mình xin nhắc lại, vẫn chỉ là khởi đầu. Lissandra, Pai, ok. Anh em phải đặt niềm tin vào Akali với cả con Diana. Mà đặt niềm tin vào Diana nhiều hơn. Tại vì khi mà chúng ta mạ vàng con Lissandra với cả Diana thì chúng ta sẽ có được Diana 4 sao. Như thế thì nó sẽ carry cả team cho anh em xem. Tin mình đi. Không tin thì cứ chờ xem. Gậy quá khổ. Eo có một cái gậy nào. Tức là vãi trường các bạn ạ. Tức là vãi trường các bạn ạ. Choang mình rồi. Pai. Ok. Đã vậy thì chơi hai con Pai. Mình sẽ lắp một cái áo choàng lửa cho Lissandra của chúng ta. Vậy là mình sẽ phải tập phải nhờ vận may rồi. Phi điện sắp tới thì mình sẽ ưu tiên một cái gậy quá cổ này để ta có thể chơi hai cái găng bảo thạch.
và phải cầu nguyện ở cái bãi đồ lẻ cuối cùng ra thêm một cái gậy nữa thì chúng ta mới có thể hoàn thành được Diana 4 sao và 3 gang một thạch. Hỏi chớ 10 anh em chơi thần rừng kết hợp với pháp sư mà lại bắt Diana của mình. Em có hiểu kiểu gì? Chơi game cạnh tranh quá mức vậy bro. Mình sắp chết đến nơi rồi vẫn không tha nữa. Bọn này phải bắn bỏ rồi. Bắt bài của mấy cái ông top 1, top 2 thì không tốt thao. Không mà mình top 8 như này vẫn cũng không tha vậy. Đúng là thiệt là buồn luôn. Kata. Lại là Kata, hai con Kata 2. No. Mua Kata thì tốn tiền lắm, mình lại không dồn đồ cho nó cho nên là mình sẽ quyết định là không nuôi. Không nuôi nữa anh em. Không nuôi nó vì một tương lai tươi sáng hơn. Yo, mình xem là cái ông nào đây. Mù con mẹ nó mắt. Đội hình Nami công chúa bong bóng cực kỳ hot ở meta hiện tại. Khai sáng là một trong những cái hệ mà luôn mạnh. Với cả Nami này thì nó khỏe thì khỏi phải bàn rồi. Ok, GG. Comeback thôi nào. 40-45 máu. Chứ nữa mà mình bị giành cái gậy quá khổ nữa thì mình đập con mẹ nó máy luôn. Rao đi chợ lần trước là không có gậy rồi đấy. Rao đi chợ này thì đừng có làm mình thất vọng là được. Talon. Katarina. Ra rất là nhiều Kata chứ. Chán dã man. Khi mà anh em không chơi ấy, thì nó sẽ luôn luôn đập vào mặt anh em. Bắt anh em phải chơi. Nhưng mà anh em thật phải cứng vào cho mình. Đây là chỉ là lừa thôi. Phải cẩn trọng. Trung KB. Song đầu khai sáng. 6 song đấu 2 khai sáng. Morgana với Fiora thì kích hoạt 2 khai sáng rồi. Yasuo thì có trang bị áo choàng gai cho nên khắc chế cái các bảo thạch của mình một chút. Được thôi. 37 máu. 37-38, mong là ông Fox 11 kia chiến thắng và chúng ta được ra đầu để có thể lấy cái gậy quá cổ càng sớm càng tốt. Hay quá. 31-37-38-44-70-71-75-84 gậy quá cổ đây rồi. Mình bị chân ai lấy thì mình đầu hàng luôn. Nhau chơi với các bạn nữa mày quá. Cứ tưởng chân ái lao thẳng vào cái gậy nhưng không, người ta đã quyết lấy Zilan. Nice. Zilan với cả John, hai con 5 tiền ở trong cái phía địa chợ lần này. Dường như mình em chơi khai sáng, anh em chơi song đấu hay là chơi chơi cái gì nhỉ? Cuồng giáo mà bắt được con Zilan thì thôi coi bà. Chính cuồng giáo. Never die. Nào. Diana này. Nãy giờ mới ra thêm một con Lissan Ran 3. Ok. Lắp hai cái gậy kìa. Boom. Vẫn trả ra cái gì nữa. Mong là chút nữa chúng ta sẽ ra một thêm một cái gậy. Mình có thể lắp cho anh em xem là Diana 4 sao và 3 gam màu thạch. Nếu không thì chúng ta có thể lắp một cái vô cực cũng được. Ui, cuồng giáo u hồn. Hộ pháp. Đội hình khá chất đến từ vị trí của đại ca Zatu. Nhìn nhẹ 3 sao. Lắp cho bạn ấy một cái giáp máu như này thì mình xem là 4-1, không phải 3-1 nữa, đây là 4-1. Giúp dầm tập các mẹ thể đi. Sau khi mà chúng ta có được Diana 3 sao thì mình nghĩ là chúng ta nên up cấp. Nhưng hiện tại thì mình vẫn chưa có, cho nên tiếp tục là phải slow roll. Roll khi nào ra thì thôi. Chóc. Vẫn chả thấy đâu. Em không hiểu kiểu gì. Akali. Chóc.
Akali bây giờ thì cũng không quan trọng bằng con Diana đâu. Tin mình đi. Chết rồi, lại bị dục vọng chi phối rồi. Những cái lúc như này mình không thể nào mà bình tĩnh được ấy. Nhau hiểu luôn. Talon 2. Ok. Không ra một con con Diana nào nữa. Toang thật rồi. Mẹ, sao mình lại bị dục vọng vậy? Anh em đừng có như mình nhá. Rõ ràng mồm bảo là slow roll nhưng mà tay nó không thể nào mà kìm lại được. Đúng là cay cú không cũng không giải quyết được vấn đề gì. Thì giúp cho anh em thua nhanh hơn mà thôi. Bực. Nhưng mà thôi không sao, dù như nào cho nữa thì chúng ta cũng phải cố gắng đi. 29 máu, đang được top 8. Tình hình nguy cấp như này thì theo anh em mình phải làm cái gì? Chờ đợi vào bãi sói cuối cùng thôi. Cố lên. Cho tôi một cái gậy thôi là được. May quá được một cái gậy. Không có thì mình chắc là mình đấm máy luôn quá. Diana này, một con nữa đi. Ui. Cho này vào đây. Bán con này đi. Ok. Diana 3 gam bảo thạch. Và đương nhiên những cái trang bị còn lại thì chúng ta dồn đồ cho Talon. Talon chân ái. Ui, đường chiến tướng à. Seju 2. Chiến tướng. Thiện xạ. Căng thế nhở. Diana gánh tim nào bạn ơi. Hay quá. Đừng mà. Hay quá anh em ơi. Đục của nó đấy. Bắt Seju 2. Mình sẽ cho nó đại vào đây đi. Tại vì mình đang bị dư một sát thủ ấy. 5 sát thủ thì cũng không thể có biết được đi gì. Cho nên cho Seju vào để nó cho mình có hiệu khống chế, không kéo thời gian cho những cái con sát thủ của chúng ta làm việc. Mong là sẽ ổn. Một là comeback, hai là comeback còn. Nhưng mà bây giờ mình chỉ cần một con Diana nữa mà thôi. Làm ơn hãy tự ra. Rồi góp top, top 7 gặp top 8. Hôm nay cũng chơi Talon luôn. Mì công chúa bong bóng. Cũng có Talon 2 nhưng mà không thể nào mà đánh bại được mình. Mình là Talon sát thủ đam cực ảo. Với cả Diana đồ thế giới như này thì các bạn coi chừng đấy. Dậu Diana nào. Trời ơi. Buồn ơi là buồn ạ. Một con Diana nữa thôi mà nó không ra. Trời ơi, bán cả người anh em. Ai chóc đi mà vẫn không thấy đâu. Chán dã man nhỉ. Để xem là gặp ai đây. Trung KB. Ủa, xong đầu khai sáng chín. Đổi hết trang bị cho Yasuo. Cố lên nào. Hay. Thấy không anh em, đội hình của mình không phải là giọng vừa đâu. Yasuo 3 sao, 6 song đấu kết hợp với 2 khai sáng và 2 thánh thần. Không thể nào mà đánh bại được mình. Bây giờ mình mạnh rồi, anh em không phải lo nữa. Diana. Ui, có sát thủ nhân tạo, có sát thủ nhân tạo. Nhưng mà mình lại không được ra đầu. Phải chạy tới nhanh thôi. Ui, phải chạy đường vòng anh em. Lấy mất thì toa. Sát thủ nhân tạo thì theo anh em mình nên cho con nào bây giờ? Sejuani. Wow. Một quyết định khá mạo hiểm. Lissandra thì cũng ổn. Nhưng mà mình thích con Seju hơn. Cho nên là Sejuani sát thủ xem sao.
6 sát thủ và 3 người tập, mình nghĩ là ok đấy. Rồi, 5 sát thủ rồi. Giờ mình sẽ để tiền lên cấp cấp 7 nha anh em, cho Katao nữa là 6 sát thủ, 90% 9 mạng, ok đấy. Nhưng mà tay thì của mình không thể nào mà chịu đựng được để Ron tìm con Yana ấy. Chỉ còn một con nữa thôi mà chắc mình phải chịu đựng đi, nhẫn nhịn một chút. Cái cú đúng là dễ toàn lắm. Ui, level 7 có Kain ạ. Mấy ông chơi game kiểu gì thế này. Ui rồi, nhưng mà DNA về cả Talon của mình được cân hết. Nice. Thua con này thì hơi tiếc đấy. Để xem là với một con DNA nữa thì mình nó có tự ra cho mình hay không nhá, hay là mình phải sử dụng tiền. Ui, anh em thấy trận này máu nó căng không? Đúng là khi mà mình lật kèo phát là lên địch luôn. Boom. Yes. Cuối cùng thì mình cũng đạt được mục đích Diana 3 sao. Đúng là anh em nếu có tiền thì chưa chắc đã tìm kiếm được tình yêu đúng không? Nhưng mà anh em phải có được rất nhiều tiền thì may ra thì tìm được. Giờ mình không thể nào bán con nào đi được, cho nên là phải khóa lại thôi. Và mong trận này thắng đi. Sejuani sát thủ. Ôi, đội hình bí ẩn. Ông này kẹp Zumi làm gì nhỉ? À, chắc là linh hồn giữa Ari và ấy đấy mà. Ari và Zumi. Ui, đừng. Đừng. Mẹ, ông này khỏe thế. Ari u hồn các kiểu. Lắm hệ dã man. Yeah. Giờ có thua thì mình cũng toại nguyện rồi. Toại nguyện rồi anh em ạ. Một cái team bang. Đương nhiên là mình sẽ cho Seju rồi. Và cho Talon cũng được. Mình còn Seju thì nó đáng yêu dã man. Cho nên mình sẽ lựa chọn Seju nhé. Seju ăn đi. I'm a Barbie girl. Tell the tell the tell the tell. Và nhân tiện đây thì anh em nào đang xem thì hãy nhớ đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha. Để xem cái công cuộc dễ chết thì của mình có ổn hay không. Và nếu như mà anh em nào mà muốn kết bạn Facebook với mình thì mình sẽ để link ở bên dưới. Và anh em nào mà đam mê chế độ URF cũng như là Summoner Rift thì có thể ghé thăm cái channel phụ của mình. Kênh phụ của mình thì mình sẽ để link ở bên dưới, cũng như link Facebook của mình nữa nha. Những nút like và nút đăng ký kênh là những động lực lớn nhất cho mình, mình có thể làm những cái video mỗi ngày cho anh em xem. Thank you anh em. Để xem là gặp ai nào. Ôi dồi ôi, chiến tướng. À đâu, ông này ở hộ pháp Kennen 3. Ui, với cả Vayne 3 nữa. Căng đấy. Ui, nhưng mà Seju sát thủ. Mà Diana 4 sao là mang ở một cái tầm vóc khác rồi đấy. Tỷ lệ chí mạng nhưng mà cũng như sát thương nữa. Cực kỳ ảo diệu. Dạ. 48 tiền để có thể up cấp. Theo anh em mình up cấp mình cho thêm cái gì vào đây? Ok, mình sẽ cho thêm một con Aatrox hay là một cái con tiên phong bất kỳ nào đấy. Để cho, giúp cho Seju của chúng ta chơi hơn một chút. Ui, máu nhìn nó cứ xem nhau này, đánh thích vãi. Trận đấu căng thẳng dã man. Mình thì đúng kiểu như là ở cái cõi chết trở về. Con bách cực mạnh. Ai đây? Xong đấu khai sáng với vị trí của Trung KB. Ông này bây giờ lại kẹp thêm cả thợ săn nữa. Ui. Bù 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 bù. Hỏi chấm. Úi dồi, đam kìa. Nhìn đam của Diana kìa. Cái gì? 1138 sát thương. Đã chưa tính cả crit đấy nhá. Crit thì nó đam kinh khủng hơn nữa. Úi dồi, nhìn máu kìa. 32 máu. Ok. 28 tiền. Vẫn chưa đủ tiền lên cấp độ 8 đâu anh em. Mình cứ pick con này ở đây trước.
1, 3, 4 và 32 máu. Trận đấu căng thẳng đến ngột thở. Thế nên là Diana 4 sao và 3 găng một thạch của chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ hay không? Ai đây? Trận chiến sinh tử. Rồi. Cặp ngay top 1 đây rồi. Người ta vẫn chưa lên được Vega 3. Auri U hồn. Đồ thế giới kìa. Pháp sư U hồn. No 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 no. Hay quá Seju ơi. Ui. Lật kèo cực mạnh với con bài Sejuani sát thủ. Tổng mạnh cả tên địch. Ui 14-14 máu. Mình với cả ông này còn máu giống ý đúc nhau. Người ta vẫn chưa có được con Vega 3. Và người đi tiếp đó chính là Phương Huy. Thay vì đại ca gia tộc. Lấy cái gì đây, lấy cái gì đây, lấy cái gì đây. Vô cực, vô cực, vô cực, vô cực, vô cực. Ok, người tạm vô cực này được. Vô cực cho Talon thì đúng là the best. Nó xiên cho vỡ mồm tem địch luôn. Ui, ông Fox Fox 1-1 này lấy được cái kiếm súng ngon thế nhở. Và nếu như mà trận này thì chúng ta có thể luôn là kết thúc trận đấu luôn đấy. Mình gặp một bản chính, còn một bạn nào đấy gặp bản sao của bạn kia. Sau đó thì bạn kia thua bản sao và mình thắng bản chính. Thì có thể trận đấu sẽ kết thúc ngay. 44 tiền vẫn chưa đủ. Chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng con Diana sát thủ 4 sao. Nhìn cận cảnh mới được. Boom. Ui, nhìn Talon của mình nhìn chất dã man. Ông này có tận Azil 2. Làm việc đi các bạn ơi. Ui, nhìn Talon kìa. Parkour. Ok. Cố lên, cố lên. Hay, bọc giáp được là win. 11.000 nam từ vị trí của Diana 4 sao. Rút cắp đi. Mây hoặc vào cũng được. Mana mê hoặc thì nó ổn hơn. Ok. Mê hoặc lại còn có thêm cả khai sáng nữa. Như này. Vega 3 sao. Úi xổi ôi, ông này lấy được cái kiếm súng hashtag. Đúng là đồ chuẩn sách giáo khoa rồi. Pháp sư u hồn bí ẩn linh hồn. Qua bên này. Ok, trận đấu quyết định của chúng ta. Để xem là Vega ăn hay là sát thủ ăn. Ui, thay đổi vị trí rồi. Cũng may là mình đã thay đổi Talon sớm. Yeah, bắt được rồi. Bye bye. Chỉ cần bắt được Vega cũng như Ahri thì tem mạng không còn cái lượng đam nữa cả. Ok, một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình. Và đừng quên ấn like và đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye anh em.